Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy ngày 13 tháng 4, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tham gia lễ phát động ngày Chủ nhật xanh cùng toàn ngành giáo dục đào tạo. Khai thác nhựa thông đã mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho nhiều người dân ở Phong Điền. Tình trạng biển xâm thực sạt lở diễn ra tại một số bãi biển cũng đang là nỗi lo về an toàn cho du khách và khó khăn người kinh doanh dịch vụ biển. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh với khẩu hiệu hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh sạch sáng. Tham dự lễ phát động có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh sạch đẹp cho học sinh, thiếu niên, nhi đồng thông qua tổ chức giúp học sinh tự vệ sinh phòng học, chăm sóc bùn hoa cây xanh, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo vì một thế giới không rác thải, thi vẽ tranh vì màu xanh quê hương, tham gia cùng người dân địa phương làm sạch đường quê ngõ phố, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, di tích thắng cảnh trên địa bàn. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ phát đi thông điệp nhặt một cọng rác, bạn đã góp phần làm cho Huế sạch hơn. Hoan nghênh sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh thời gian qua với nhiều mô hình cụ thể thiết thực. Từ những phong trào này đã nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ dân phố, làng bản và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường sống an toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành giáo dục tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh, giáo viên hưởng ứng đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về ngày Chủ nhật xanh. Trong đó, chú trọng vào các hành vi nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường, nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường, xây dựng môi trường xanh, sạch, sáng. Ngay sau lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã cùng thầy và trò nhà trường trồng cây trong khuôn viên của trường, đồng thời cùng ra quân làm vệ sinh môi trường khu vực xung quanh. Chiều qua, Ban dân vận tỉnh ủy sẽ kết công tác dân vận quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2. Trong những tháng đầu năm, công tác dân vận trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Cả cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Công tác dân vận của cả cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tiếp tục có nhiều hoạt động sôi nổi. Nổi bật là việc thực hiện đề án ngày Chủ nhật xanh với nhiều công trình phần việc ý nghĩa, góp sức cùng cộng đồng xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh sạch sáng. Công tác tôn giáo dân tộc tiếp tục được Ban dân vận tỉnh ủy tham mưu kiện toàn trong việc triển khai thực hiện các kết luận đề án mới. Các huyện thị thành phố nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình sản xuất đời sống các tầng lớp nhân dân, xây dựng và triển khai năm dân vận chính quyền. Trong quý 2, Ban dân vận tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. Tham mưu về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, tổ chức khảo sát tình hình công tác tôn giáo dân tộc tại một số huyện thị, triển khai thực hiện đề án xây dựng cột cán phong trào trong tôn giáo, đẩy mạnh cuộc thi báo chí về tấm gương dân vận khéo. Chiều qua, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông báo về thông tin kinh tế xã hội của tỉnh diễn ra trong tuần qua và những sự kiện mà dư luận cũng như nhiều phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn quan tâm. Thông tin về kinh tế xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương cho phép công ty cổ phần cảng Chân Mây nghiên cứu dự án câu lạc bộ thủy thủ cảng Chân Mây tại khu cảng Chân Mây. Thống nhất chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn rạp chiếu phim thể thao và giải trí Ngôi Sao Huế nghiên cứu dự án tại khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi Rú Chá. Phê duyệt danh mục cảng dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc khu đô thị mới An Vương Dương năm 2019. Ngoài ra, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trả lời làm rõ một số vấn đề tồn tại báo chí phản ánh trong tuần qua như vấn đề dấu hiệu sai phạm khi lấy đất của dân bán đấu giá ở Hương Trà, chính sách đền bù giải tỏa ở Thượng Thành, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở Phong Điền. Cùng tại buổi họp báo, các phóng viên cũng đã yêu cầu ngành chức năng làm rõ vấn đề thực hiện dự án tu bổ tôn tạo hệ thống kè hồ Thành Hào mặt Nam kinh thành Huế đang được dư luận quan tâm trong quá trình thi công. Chuyển sang những tin tức khác, hôm qua Trường Đại học Kinh tế Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Kinh tế Việt Nam 50 năm hội nhập và phát triển cùng triển lãm các sản phẩm khoa học và công nghệ. Đây là sự kiện thu hút được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, giảng viên trong và ngoài nước tham gia. Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của nền kinh tế thế giới. Việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại đã tạo thêm cơ hội để nền kinh tế hội nhập sâu và rộng hơn vào kinh tế thế giới. Trong quá trình hội nhập, bên cạnh thuận lợi,
Việt Nam cũng đối mặt với nhiều thách thức. Những vấn đề về phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, sự chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Vì vậy, việc nghiên cứu trao đổi các vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam thực sự có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn xây dựng, thực thi các chính sách. Hội thảo nhận được hơn 50 bài phát biểu của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đó là kết quả của các nghiên cứu liên quan đến phát triển và hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, đầu tư tài chính, năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập, kế toán và tài chính tiền tệ. Ngoài phiên toàn thể, hội thảo cũng có các chuyên đề. Cũng trong ngày hôm qua, Trường Đại học Kinh tế Huế tổ chức vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh với chủ đề Đường đua vinh quang. Sau hai vòng thi, năm sinh viên xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết, tự tin hùng biện những vấn đề nóng như bảo vệ môi trường, sinh viên khởi nghiệp, hội nhập toàn cầu hóa và cơ hội việc làm cho sinh viên. Chung cuộc, giải quần quân thuộc về sinh viên Ngô Thị Bảo Trâm, K49 quản trị kinh doanh. Đây là hoạt động hợp tác giữa hệ thống trung tâm anh ngữ ALIS AMA và Trường Đại học Kinh tế Huế nhằm tạo sân chơi để các sinh viên nhà trường thi tài thử sức, thể hiện những ý kiến quan điểm của bản thân về những vấn đề trong xã hội thông qua các chủ đề trong phần thi hùng biện. Phong Điền tổ chức đánh giá công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm những tháng đầu năm 2019, đặc biệt là công tác xuất khẩu lao động. Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã tổ chức được 8 hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động, thu hút được 204 lao động tham gia và hơn 120 lượt phụ huynh được tư vấn về công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Trong đó có 30 lao động đã đăng ký phỏng vấn và có 25 lao động đã đi làm việc ở nước ngoài. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã xây dựng cơ chế tạo điều kiện cho lao động trên địa bàn ra nước ngoài làm việc, như khuyến khích hỗ trợ cho mỗi lao động đi làm việc tại nước ngoài là 12 triệu đồng. Người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách khác sẽ được miễn phí 100% kinh phí đào tạo, học nghề, chuyển đổi nghề trước khi tham gia xuất khẩu lao động theo ngành nghề. Năm 2019, huyện Phong Điền phấn đấu đưa 120 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để hoàn thành mục tiêu này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành, các địa phương phải quyết tâm cao thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự quan tâm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa thiết thực của việc xuất khẩu lao động. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, khai thác nhựa thông đã mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho nhiều người dân ở Phong Điền, ghi nhận của phóng viên Đài truyền hình cơ sở. Huyện Phong Điền có tổng diện tích đất lâm nghiệp hơn 68.428 ha, trong đó có 1.230 ha diện tích rừng thông tập trung ở 5 xã Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong An và thị trấn Phong Điền, được công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lâm nghiệp Phong Điền quản lý. Cây thông được trồng chủ yếu ở đây là thông nhựa hai lá. Khai thác nhựa thông đã trở thành công việc thường xuyên và nguồn thu nhập chính cho nhiều người dân Phong Điền từ nhiều năm nay. Cái thông làng đem tới hiệu quả cho người dân vì lúc này là công nhân là rất ít, như chứ để cho dân hợp đồng vô làm thì ngày công cũng người dân làm về mùa thiệt cao điểm tháng 5 tháng 6 thì ngày công được khoảng 200-220 là đi sớm về trước khoảng 10 giờ là ngày công của rửa mà làm công việc đều. Đó, cho nên còn mình nhập vô chỗ lâm trường là 1 kg 11 000. Năm một năm có khoảng 3 tầng 6, 3 tầng 8. Đó là làm bình thường, đôi khi vượt có những đối lưu mà nhiều vượt là lâm trường thượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lâm nghiệp Phong Điền đã giao khoảng rừng thông cho 350 người dân trên địa bàn huyện Phong Điền khai thác nhựa. Qua đó đã tạo hiệu ứng tích cực, thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân địa phương trong phát triển kinh tế đồi rừng và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây. Công ty lâm nghiệp Phong Điền hiện quản lý là 1.230 ha rừng thông. Toàn bộ diện tích này nó trải dài trên 5 xã và thị trấn. Toàn bộ diện tích rừng thông nhựa chúng tôi đã tiến hành giao khoán cho 350 hộ dân ở tại 2 xã Phong Xuân và Phong Mỹ. Thì sản lượng hàng năm thì bình quân mỗi năm thì khai thác đạt là khoảng 600 tấn và đây là một cái nguồn thu nhập mà cũng tương đối tốt cho cái bà con nhân dân sống ven rừng. Nhờ nghề khai thác nhựa thông mà bộ mặt nông thôn mới tại thôn Xuân Điền Lộc, xã Phong Xuân ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân nơi đây ngày càng ổn định. Nhiều người đã có cuộc sống no đủ hơn để tiến lên làm giàu. Kinh tế các hộ gia đình trong thôn ngày càng phát triển, người dân không còn phải lo chạy ăn hàng ngày như trước đây. Đúng, từ khi
thành lập khu tái định cư. Bà con ở khu tái định cư thôn Xuân Đình Lộc đã nhờ vào cây thông rất nhiều, nhờ cây thông mà bà con có ổn định công ăn việc làm, đồng thời có mức thu nhập để trang trải cuộc sống trong cả năm, tạo điều kiện xóa đói giảm nghèo cho những bà con là đang còn khổ. Như vậy là dân chúng tôi rất hoan nghênh về chủ trương của trên và bà con rất tận dụng những cây thông để làm ăn rất hiệu quả. Với xã vùng núi Phong Xuân, thế mạnh chủ yếu là lâm nghiệp. Cây thông được lựa chọn là cây chủ lực góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Hiện nay trên địa bàn xã Phong Xuân có hơn 400 hộ gia đình đăng ký tham gia chăm sóc và khai thác nhựa thông từ công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên lâm nghiệp Phong Điền. Mỗi hộ gia đình tham gia nhận chăm sóc và khai thác từ 700 đến 3.000 cây thông và cho mức thu nhập trung bình khoảng 50 đến 70 triệu đồng một năm. Có nhiều gia đình đạt mức gần 100 triệu đồng một năm. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Cả xã là có 400, nhưng tập trung cho lấy lọc đây. Là phải nói là làm nhựa thông. Ở đây thì có thu nhập rất cao. Và cả với các anh đồng họ làm bên kia là khoảng 800 ha. Và giải quyết cũng 400 lao động tài sản. Nguồn thu nhập phải nói rất ổn định. Là vì cái nghề này là ba con họ giống như rừng của họ, nhưng nhà nước giá cho họ. Cho nên họ ngày nào họ cũng đi làm cả, nhưng mà thu nhập phải đạt nghỉ. Ngoài lao nông nghiệp ra thì họ bắt đầu ngày nào cũng muốn khai thác nhựa thông. Thì đây là một vấn đề mà phải nói là xã rất chi là mừng. Có công ăn việc làm cho dân rồi là thu nhập của người dân lên. Nên cả anh thấy như một số hộ dân của Phong Xuân rất đỡ. Các năm trước bây giờ khó khăn nhưng bây giờ Phong Xuân đã có cái mức khởi sắc rồi. Việc chia sẻ lợi ích cho các hộ nhận khoản trong việc khai thác nhựa thông đã tạo nguồn thu giúp bà con nông dân xóa nghèo, có cuộc sống tốt hơn. Đồng thời tạo động lực để người dân thường xuyên kiểm tra, giám sát diện tích rừng được giao nhận khoán, dọn vệ sinh rừng và xử lý thực bì hàng năm, từ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra cháy rừng. Việc giao khoán khai thác nhựa thông thì toàn bộ cái diện tích này chúng tôi cũng giao khoán cho những cái hộ khai thác nhựa thông, nó vừa làm công tác khai thác nhựa thông và vừa quản lý bảo vệ đến cái diện tích rừng mà các hộ dân đó nhận khoán. Thì đây là một cái lực lượng tại chỗ rất quan trọng cho một khi mà có cái việc mà cháy rừng xảy ra trên địa bàn, thì từ đó thì người dân nó rất ý thức trong cái việc quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là trong mùa nắng nóng chúng tôi có một cái lực lượng rất hùng hậu cho cái việc mà quản lý bảo vệ rừng trên cái địa bàn công ty quản lý. Khai thác nhựa thông trên địa bàn huyện Phong Điền đã được khẳng định đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực trong việc giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm hộ gia đình làm lâm nghiệp. Tiếp tục chương trình là tin tức hoạt động diễn ra tại các đơn vị địa phương. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng nhờ công tác theo dõi diễn biến rừng bằng việc sử dụng công nghệ phân tích và xử lý viễn thám qua vệ tinh, tích cực chủ động phòng cháy chữa cháy rừng kịp thời, nên Hương Trà không xảy ra cháy rừng. Các hộ gia đình trên địa bàn đã khai thác gần 280 hectare rừng trồng và đã trồng lại. Nâng độ che phủ rừng của thị xã đạt 52,5%. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được lên kế hoạch với các hoạt động cụ thể, đảm bảo 4 tại chỗ, lực lượng, phương tiện dụng cụ, chỉ huy và hậu cần y tế. Năm 2019, Hương Trà yêu cầu cả lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra trong rừng và ven rừng để kịp thời dập tắt khi phát hiện cháy rừng. 83 xã phường có rừng, một địa phương thành lập một tổ phòng cháy chữa cháy rừng cơ động. Vào những ngày được dự báo cháy rừng từ cấp nguy hiểm trở lên, cả địa phương có trách nhiệm thông tin kịp thời trên hệ thống đài truyền thanh để cảnh báo cho người dân sống ven rừng và lâm dân biết. Cùng trong chiều qua, các học viên tham dự khóa tập huấn đào tạo nâng cao năng lực về nghiệp vụ du lịch và nhận thức bảo vệ môi trường du lịch ở các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã được Sở Du lịch trao chứng chỉ. Thu hút gần 100 học viên là những nông dân đang và sẽ làm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Sau 3 ngày tập huấn, khóa học đã giúp bà con bổ sung thêm những kỹ năng, nắm bắt nhu cầu của khách du lịch homestay, vệ sinh môi trường tại nơi lưu trú, xây dựng trang ý và kỹ năng hướng dẫn chứng minh, lên thực đơn và quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hành du lịch cộng đồng. Khóa tập huấn thuộc chương trình trọng điểm phát triển du lịch dịch vụ năm 2019, tổ chức với sự phối hợp giữa Sở Du lịch thị xã Hương Thủy và Trường Cao đẳng Du lịch Huế, nhằm giúp những người làm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích, có thể áp dụng hiệu quả vào thực tiễn để tiến đến chuyên nghiệp trong kinh doanh loại hình này.
với mục đích chuẩn bị hạ tầng cơ sở để người dân sống trong khu vực kinh thành Huế yên tâm di dời ra khu tái định cư Hương Sơ, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thực hiện hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật điện, các dạng tái định cư phục vụ di dời dân Thượng Thành và Eo Bầu. Theo đó, công ty sẽ bố trí cán bộ tham gia với chủ đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư để triển khai các hoạt động như lập dự án cấp điện, thiết kế kỹ thuật, thỏa thuận thiết kế, tham gia giai đoạn thực hiện đầu tư, xây dựng tiến độ dự án, giám sát chất lượng trong quá trình thi công và tham gia trong giai đoạn kết thúc đầu tư. Ngoài ra, đơn vị sẽ thực hiện công tác hoàn công, nghiệm thu, quyết toán, bàn giao công trình theo đúng quy định về tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận hoàn trả vốn công trình hạ tầng trên địa bàn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Qua kiểm tra sơ bộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng khu vực tái định cư không có cột điện trung hạ thế, mà phần lớn là dân hạ thế sau công tơ. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống lưới điện tại khu tái định cư Hương Sơ là một trong những hạng mục quan trọng đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì các dạng đầu tư hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải tỏa phải thực hiện đầu tư đồng bộ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cấp điện, nước, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Cảng Bãi Tắm trên địa bàn tỉnh đã bước vào mùa khai thác du lịch biển năm 2019. Tuy nhiên, tình trạng biển xâm thực, sạt lở diễn ra tại một số bãi biển cũng đang là nỗi lo về an toàn cho người dân và du khách, cũng như khó khăn cho nhiều hộ kinh doanh dịch vụ biển. Phản ánh của phóng viên thời sự tại bãi biển Vân Thanh, huyện Phú Vang. Hình ảnh ghi nhận tại bãi tắm Vân Thanh, huyện Phú Vang. Con đường bê tông rộng gần 3m, dài 100m mới được đầu tư khoảng 4 năm trước. Bây giờ đã biến mất, để lại những vết lồi lõm do sạt lở gây ra. Biển lấn sâu vào bờ gây ảnh hưởng đến cảnh quan và cả công trình xây dựng của người dân. Để khắc phục sự cố đó, người dân đã đầu tư làm bậc thang để du khách có thể dễ dàng xuống bãi tắm. Tuy nhiên, việc đầu tư này chỉ mang tính tạm thời và càng làm cho cảnh quan ở đây thêm nhếch nhác hơn. Biển sạt lở, bãi tắm bị ảnh hưởng đã làm cho việc kinh doanh dịch vụ ở đây khó khăn. Thì trước biển đó có cái đường bê tông để đi, chứ sạt lở mất cái đường rồi, nên chỉ đi xuống biển lên xuống khó, giúp sạt lở nhiều quá. Nên chỉ bà con ở đây hơi khó khăn về cái bãi lai là dễ làm ăn hơn, chứ bãi sạt lở khó. Về tình hình sạt lở thì những năm gần đây thì tình hình sạt lở có giảm, tuy nhiên thì cũng cần các cái cơ quan cấp trên tiếp tục đầu tư để đảm bảo cho cái bãi biển Vân Thanh chống sạt lở, để phục vụ ổn định cho cái mùa biển trên địa bàn, nhằm giúp cho bà con cái ổn định đầu tư kinh doanh tại bãi tắm biển được thuận lợi. Trong vòng khoảng 40 năm qua, ước tính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có hơn 100 hectare đất bị biển mất do biển xâm thực. Tình trạng xâm thực biển diễn ra mạnh mẽ nhất từ sau trận lũ lịch sử năm 1999 và diễn biến với cường độ ngày càng mạnh kể từ năm 2001 đến nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có kế hoạch chống sạt lở với nguồn kinh phí chống sạt lở lâu dài cần khoảng 1.700 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh đã có chủ trương cho kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An Tư Hiền, chủ yếu tập trung hai điểm qua xã Vân Thanh với chiều dài 570 m và đoạn qua xã Vân Hải là khoảng 2.520 m. Kè xử lý theo giải pháp đóng cọc la sen để giữ chân, sau đó lạt mái bằng bê tông. Mục tiêu ngăn chặn lở, bảo vệ bờ biển đoạn Thuận An Tư Hiền, bảo vệ trực tiếp khu dân cư tập trung của năm xã bãi ngang ven biển. Thưa quý vị và các bạn, phong trào ngày Chủ nhật xanh đã được các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, các địa phương cơ sở hưởng ứng tích cực. Phong trào đã có sức lan tỏa mạnh, thu hút nhiều người dân tham gia. Cứ vào mỗi buổi sáng ngày Chủ nhật hàng tuần, không ai bảo ai, người dân thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền lại tập hợp lực lượng ra quân làm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường làng, ngõ xóm, khu dân cư. Thông qua phong trào ngày Chủ nhật xanh, nhiều vấn đề môi trường tại khu dân cư đã phần nào được giải quyết. Nhiều điểm đen về ô nhiễm môi trường đã giảm bớt. Hai bên tuyến đường, ngõ xóm được người dân trồng cây xanh, trồng hoa, cỏ, được cắt tỉa tươm tất, tạo mỹ quan cho khu dân cư. Chúng tôi về vận động bà con chỉnh trang vườn tược, cọc ngõ nhà cửa để vệ sinh môi trường sẽ đẹp đẽ. Đặc biệt là cái ngày Chủ nhật xanh. Ngày Chủ nhật xanh đã trở thành thói quen hàng ngày của đoàn viên thanh niên. Qua đó nằm góp phần xây dựng huyện Quảng Điền sáng, xanh, sạch và nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên cũng như bà con nhân trong việc hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn của toàn huyện. Với các giải pháp quyết liệt, phù hợp, đến nay phong trào ngày Chủ nhật xanh của huyện ngày càng được tạo sức lan tỏa,
thu hút được đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. Qua 2 tháng triển khai, Quảng Điền đã tổ chức ra quân trồng 1.000 cây sâu đen tại các tuyến đường trung tâm huyện và các xã, thị trấn. Ra quân dọn vệ sinh môi trường với 22.700 lượt người tham gia. Ứng ngày chủ nhật xanh do tỉnh phát động, thì về phía huyện Quảng Điền cũng xây dựng kế hoạch và triển khai hưởng ứng. Cùng thời gian qua trong 2 tháng rồi thì cũng có sự hưởng ứng của bà con tham gia rất là tích cực, và huyện đã phát động lực lượng cán bộ công nhân chức, các đoàn thể và đặc biệt là bà con nhân dân đã tích cực hưởng ứng tham gia trong cái thời gian vừa rồi. Kết quả của việc thực hiện phong trào ngày chủ nhật xanh đã góp phần quan trọng mang lại cho nhân dân trên địa bàn một môi trường sống tốt hơn. Việc duy trì phong trào ngày chủ nhật xanh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân cũng như hình thành nếp sống văn minh và có trách nhiệm hơn với môi trường. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.